Bỏ qua đời người chỉ có một lần thôi, cô dâu đời người có một lần. Ủa, mình đâu có nói đời đời người có hai lần đám cưới đâu. Mình vẫn đồng ý quan điểm đó của cô dâu, có nghĩa là mình cũng nói rất rõ ràng là bên đó sai. Và nếu mà mọi người nghe kỹ cái đoạn clip đó thì rõ ràng mình nói rất rõ, mà cái người nói chung là bạn nó sai là hoàn toàn rồi, và mình đồng cảm với cô dâu, và cô chính bản thân cô dâu cũng là người nói chuyện cho nó mọi người nghe. Trước khi mà cô dâu đưa lên mạng xã hội thì cô dâu cũng đã cho bạn đó cơ hội rồi, và vấn đề là bạn đó đền bù không thỏa đáng cho nên cô dâu mới đưa lên. Thật ra cô dâu cũng là một người rất là hiểu chuyện, từng câu nói lời nói của cô dâu luôn cũng cho thấy được cô dâu đã mở đường cho bạn đó rồi, nhưng mà không đi đến kết quả thôi. Còn bản thân của mình thì mình nói rất rõ từ đó giờ, kem mình là nói thẳng, mình không ngại gì. Giờ mấy bạn có nói là mấy bạn cào vô nhà mình bình luận rồi hỏi cho mình hoan hỷ hoan hỷ, mấy bạn có cào cả đó chứ. Bây giờ ví dụ trong trường hợp xấu như mình mất đi tích hoặc mất bay luôn á, mình cũng không có phải buồn phiền hay bất kỳ một điều gì hết. Tại vì đơn giản thế này mọi người, khi mà một câu chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ mình nói về một câu chuyện nha, thì bây giờ hiện tại cô dâu đã xảy ra rồi, cách cô dâu cũng muốn xử lý êm đẹp và không có muốn gây lên cái sự ồn ào. Bản thân cô dâu cũng là người muốn như vậy mà. Mấy bạn cứ nói không bỏ qua, không bỏ qua, vậy thì làm gì? Bây giờ không bỏ qua thì mọi người làm cái gì? Thì đương nhiên là người ta sẽ không bỏ qua, và cái bạn đó phải trả giá sai lầm. Thì cái việc mà bạn đó đăng lên ở trên này, tất cả mọi người biết như thế này, cơ hội quay trở về làm nghề của bạn đó cũng khó. Không phải là do cô dâu quyết định cho bạn đó được làm nghề hay không, hay là bạn có quyền quyết định cho người đó làm nghề không, mà bản thân tất cả những người sau này nè có còn tin tưởng bạn đó hay không, thì đó là cái sự trả giá rất là lớn của bạn đó rồi. Thì bây giờ còn có vấn đề về tài chính, thì bây giờ là mình hiểu rõ mà, có nghĩa đâu phải đơn vị trang trí nào cũng giàu, bản thân mình cũng vậy, thuyền to sóng lớn mọi người ơi, chi phí nhiều. Cho nên mình hôm qua mình có nói là cho bạn đó trả góp trả dần cũng được. Thì thật ra cô dâu còn thông minh hơn nữa, trước đó cô dâu đã làm là cái cuộc gọi của cô dâu cũng đã cho bạn đó cơ hội đó rồi. Tức là cô dâu là một người rất là nhân văn và rất là hiểu chuyện nha, tức là rất là hiểu chuyện. Còn tự nhiên mình không biết là vạ lây ở đâu, tự nhiên mình vô mình nói như vậy thôi, trời ơi, tụi mọi người công kích mình. Giống như thật ra mình nghĩ ra sau này mà lỡ như mà mình có chuyện gì á, chắc là nguyên mọi người cho bao nhiêu tấn muối, bao nhiêu cá xuống nhà mình. Mọi người nói là mình làm clip để lót đường sẵn cho mình, trời ơi, cuộc đời ai chắc gì ra đường mà không giảm cước, đúng không? Và không lẽ mỗi lần mình giảm là mình chặt giò? Bởi vì người ta gọi là có nhân đạo. Thật ra bất kỳ một cái việc gì cũng vậy, khi mà chuyện chúng ta không thể thay đổi rồi thì một trong những cách đó là cái cách hành xử, và quan trọng nhất là cách chúng ta đối đãi. Mặc dù người ta xấu với mình, mặc dù người ta không tốt với mình, người ta làm sai với mình, mà mình mở cho người ta một con đường. Ví dụ hôm nay cô dâu cho bạn nó một cơ hội, cơ hội là việc đầu tiên, là cho bạn nó chia nhỏ là trả dần là ý đó của cô dâu nha. Rồi thứ hai nữa là không có lớn lao gì hết, để không có phải đưa nhau ra tòa, là cô dâu đã mở đường cho bạn một cái sự nhân văn. Và giống như là câu chuyện sẽ dừng lại, khép lại ở đây. Đương nhiên là bạn phải coi như là bắt đầu lại từ đầu, và tất cả những người sắp tới, những ai cho bạn nó cơ hội để quay lại từ đầu thì đương nhiên sẽ có người cho thôi, không lẽ không có người cho. Rồi bạn nó phải chứng minh bằng những cái tiền sắp tới để mà bạn đó có thể chứng minh được rằng là mình như vậy. Ai cũng có những sai lầm cả, cái ngay cả những tập đoàn lớn, những thương hiệu lớn, người ta cũng đã có những, ví dụ mình nói hồi xưa giống những cái thương hiệu lớn đi ha, nó cũng đã có những cái vụ rất là lớn rồi, người ta thu hồi sản phẩm, người ta khắc phục. Nói chung là quan trọng nhất là vấn đề xử lý, được chưa? Bản lĩnh nhất của một doanh nghiệp đó là chúng ta xử lý tình huống, chứ không phải là chúng ta chối đại đi tất cả những điều đó. Thì bây giờ hiện tại là bạn đó đôi khi có những cái lời nói mà bây giờ mọi người cứ bình luận theo một cái kiểu là mọi người cứ cho rằng mọi người đúng, không tới cùng thì đương nhiên người trong cuộc người ta vậy rồi, người ta phải xử lý rồi, đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà cái tình người ở đây nó thể hiện trên từng câu nói. Mọi người nói mình ẩn bài, có ẩn đâu, người ta ghim lên luôn, ẩn nó ẩn, không có sợ gì hết trơn. Mọi người cứ làm gì làm thoải mái đi, không sao hết. Còn đương nhiên tôi không có trang trí cái đám cưới đó, tôi rất là đứng ở giữa, còn mọi người cứ cào vô nhà tôi bình luận. Còn một số bạn có đứng lên nói tiếng phong, ok, có thể là bạn, mình không biết bạn không biết mình. À, mình cũng không biết mặt của bạn, tại vì thông qua những cái kênh ảo, ít ảo. Nhưng bạn tin đi, con người ai cũng có cha, có mẹ, con người ai cũng sẽ có một cái gọi là tổ tiên ông bà cả. Mình làm trời thấy đất thấy, và cái việc mình làm cũng vậy, mở cho người ta một con đường sống, là cho chính bản thân mình một cơ hội. Nếu bạn tin vào nhân quả của nhà Phật, còn mình nói mình ăn chay, mình không có tu hành gì hết trơn á, còn vì đó mình ăn chay là mình thích. Nhưng mà nếu bạn hiểu về triết lý á, và cứ nghĩ là giống như kiểu mà nhân quả đó, chúng ta gieo một cái duyên nào thì chúng ta gặp điều đó. Đương nhiên là người ta sai, người ta phải trả giá cho những lỗi lầm đó rồi. Nhưng mà không phải cứ mỗi lần như vậy thì chúng ta tàn ác với người ta. Vậy điều bạn đang mong muốn là gì? Bây giờ cái giá lớn nhất bạn muốn người đó là gì? Thân bại danh liệt. Bạn muốn người đó là cái không còn một cái gì hết. Phải giống như là ê chề, hay là bạn muốn người đó phải như thế nào, đi tù hay như thế nào? Hay là vấn đề bạn muốn làm cái gì? Đó, bản thân cô dâu cũng không muốn ồn ào, bản thân cô dâu cũng là người thiệt thòi, đã thiệt thòi rồi bây giờ ồn ào còn thiệt thòi hơn nữa chứ, buồn chưa? Giàu có số tiền lớn như vậy, bây giờ là bị gây sự tổn thương như vậy, đúng chưa? Mà bởi vì không đi đường đó, không đi được đến kết quả cuối cùng thì người ta mới phải làm như vậy. Người ta vẫn mở cho bạn nó những con đường mà. Còn đối với bạn đó bây giờ đây là cuối của con đường rồi. Mặc dù là nó có thể là không tốt, nhưng mà đơn giản là khi mà cô dâu cho bạn một cơ hội để đền bù hai bên khép lại. Trời ơi, sau những vụ drama thì nó vẫn có những cái ánh sáng mặt trời, và bản thân mình cảm thấy không sai. Giống như ngày xưa cũng vậy, cái vụ Trang Nemo mình bị mất hết 80.000 follow trong một ngày luôn. Có buồn không? Buồn. Rồi sau đó tự nhiên qua cái sau, trời ơi, nó tăng lại đột biến. Rồi bây giờ cũng vậy thôi, mọi người cứ bỏ cũng được, không sao. Nói chung là không cùng chung quan điểm tiếng nói.
có nhiều bạn nói là em định đặt anh cuối năm nay rồi mà không cùng quan điểm nên đặt sầu lờ nha, không cần quan trọng, đặt cũng được không sao hết á, nói chung là cùng quan điểm thì đặt, còn không cùng quan điểm thì không quan trọng cũng được. Tại sao mình không phải là bạn, đừng có cắt cái đoạn này ra để mà tạo những cái gọi là tiêu cực cho mình. Đơn giản lắm bạn, triết lý của mình rất rõ, quan điểm cuộc sống mình rất rõ, đôi bên cần nhau, dịch vụ cũng vậy, còn bản thân mình làm nghề mình không có làm gì sai hết á. Còn cái việc mà khi mà mình tận tâm tận tụy với khách á, đôi khi những cái sai nhỏ nó cũng trở thành những cái điều mà khách hàng bỏ qua và tha thứ cho mình hết, không sao hết. Còn đằng này là giống là có lẽ là hai bên cũng đã, mọi người đã hiểu rồi. Tóm lại là nếu mọi người muốn hại một người nào đó hay muốn làm một điều gì đó, mình nói mình nha, còn cái bạn kia thì mình nói là cô dâu đã cho bạn con đường nhân văn rồi, còn bạn nói mình sợ sẽ không có. Còn bản thân của mình á, nếu bạn muốn hại mình hay muốn làm gì đó thì tùy các bạn, nói chung là luật nhân quả, muốn làm gì làm. Bạn cũng sẽ có gia đình, cũng có con, có cha, có mẹ, bạn làm gì đó bạn thấy lương tâm bạn vui vẻ là được. Giống như ta là thanh tâm thường an lạc nha, giống như kiểu là kiểu mà tối buông giấc ngủ xuống mình là nghèo dữ lắm, mà kiểu mà phải vừa làm vừa trả nợ ngân hàng, rồi còn nhân viên, rồi công ty, còn con cái nó nhiều lắm, có thị phi đâu. Muốn làm gì làm thoải mái đi nha, ngồi chơi xích đu đây nha, tối về chơi xích đu cho thoải mái chứ giờ mệt quá, nhiều người đu theo quá mệt. Đây đu xích đu xích đu xích đu đó, đơn giản là nghỉ nghỉ thoáng là thoáng nè. Đây là ban công phòng ngủ nè, cũng có cái xích đu nè, người ta nhà giàu mà ta đu thấy mình đi vô dừa dây dừa đơn giản vậy thôi, đúng không? Nghĩ sao cũng được, thoải mái, tùy các bạn nha. Bye bye những bạn anti fan.